Trong trận đấu ở giải vô địch quốc gia Panama, người ta đã được chứng kiến pha phản lưới nhà độc nhất vô nhị. Nói vậy bởi lẽ cự ly mà cầu thủ Đức đề này là từ giữa sân. Tình huống xảy ra ở phút thứ 12 khi câu lạc bộ Araba Unido đang tổ chức tấn công. Hậu vệ Aiga Cunningham nhận bóng ở phần sân nhà. Tuy nhiên ngay lập tức đối thủ đã lao vào áp sát rất nhanh. Quá bối rối vì không biết xử lý thế nào, Aiga Cunningham đã luống cuống thực hiện đường truyền vì rất mạnh cho thủ môn. Có lẽ thủ môn của câu lạc bộ đã không thể tính nổi đồng đội lại chuyển về mạnh tới vậy, nên anh cũng không hề có sự chuẩn bị. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Mỗi cầu thủ khi ra sân thi đấu đều mong muốn mình sẽ có những đóng góp cho đội bóng của mình, đặc biệt là có thể ghi bàn cho đội. Tuy nhiên có một kiểu ghi bàn mà không cầu thủ nào hy vọng mình sẽ thực hiện được, đó là ghi những bàn thắng phản lưới nhà. Có thể nói phản lưới nhà chính là một bàn thắng đáng quên của một cầu thủ. Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem lại những pha phản lưới nhà hài hước nhất trong bóng đá. Ở vòng 33 La Liga là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Atletico Madrid. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã diễn ra tưng bừng với liên tiếp các tình huống ăn miếng trả miếng. Nhưng ở phút 11, Barca đã có bàn vượt lên dẫn trước sau tình huống lóng ngóng đút lưới nhà của tiền đạo Diego Costa phía Atletico. Lionel Messi chính là người thực hiện quả phạt góc bên cánh phải khó chịu khiến Costa trở thành tội đồ. Đây là tình huống mà thủ môn Haiti đã có pha phản lưới nhà theo cách tệ hại nhất lịch sử bóng đá, khi trung vệ Kevin Lafrance của Haiti bình tĩnh chuyền bóng ngược về phía thủ môn Josu Duverger, thì không rõ người gác đền này suy nghĩ điều gì đó mà quên mất việc quan trọng nhất là phải chạm và kiểm soát quả bóng trong chân. Trái bóng cứ lăn về phía khung thành và lọt qua cả hai chân của Duverger. Pha xử lý sau đó của thủ môn Haiti còn khôi hài hơn khi anh có thêm một cơ hội nữa để phá bóng ra xa, nhưng lại đá hụt tới hai lần trên vạch vôi. Bàn phản lưới nhà khó tin của Duverger khiến tuyển Haiti gần như sụp đổ khi cách biệt đã là hai bàn thắng. Fernando Marcon đã chọn vị trí và tung cú sút căng như một tiền đạo đối phương để xé lưới đội nhà trong trận thua của Lyon trước PSG ở vòng 24 Ligue 1. Từ một pha tấn công của Paris Saint-Germain, cầu thủ của Lyon phá bóng ra ngoài nhưng bóng đến chân của Julian Draxler. Marcon đã cố gắng ngăn đường chuyền của Draxler nhưng thay vì phá bóng, anh lại tung một cú sút mạnh mẽ xé lưới đội nhà và tỷ số là 3-0 cho PSG. Toàn thể đội bóng đã phải ngơ ngác bởi pha đốt lưới nhà của cầu thủ này. Dàn thủ môn của đội bóng này đã xuất sắc cản phá được cú sút của đối phương ở khoảng cách rất gần. Những tưởng khung thành đã an toàn nhưng đồng đội của anh lại có pha đỡ ngực truyền bóng về rất khó hiểu, khiến thủ môn không kịp trở tay. Anh chỉ có thể bất lực nhìn bóng lăn vào lưới. Thủ môn Prisma Plus của câu lạc bộ Grenoble đã trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội sau cú ném bóng bay thẳng vào khung thành của mình.
dẫn đến đội nhà thua KN với tỷ số 0-2 ở vòng 27 thuộc League 2 Pháp. Sau khi bắt bóng, thủ môn 30 tuổi người Pháp muốn ném bóng lên cho đồng đội. Tuy nhiên, Mapler chẳng hiểu sao trái bóng bay ngược về hướng khung thành của mình. Nhận ra sai lầm, Mapler đã cố gắng chạy theo để cứu thua, nhưng không kịp khi trái bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn. Vẫn là một tình huống xử lý khó hiểu của thủ môn. Trang thủ môn Sami Anderzog của đội Minnesota United Cameroon đã có pha đốt lưới nhà bằng pha ném bóng thảm họa khiến tất cả người trên sân đều bất ngờ, nhưng hậu quả thì chỉ có anh và đồng đội nhận. Sau cú ném bóng vào lưới nhà, anh có lẽ sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu thủ môn tệ nhất năm. Kramer đã khiến người hâm mộ của Mönchengladbach phải giật mình khi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật làm tung lưới nhà từ giữa sân, giúp Dortmund giành chiến thắng 1-0. Tình huống đá phản lưới nhà của tuyển thủ Đức này đã diễn ra ở phút 58. Nhận bóng từ đồng đội, Kramer đã thực hiện đường truyền bóng về từ giữa sân, không khác gì thực hiện một siêu phẩm lốp bóng để đánh bại thủ thành cũng là người đồng đội đáng thương Sommer. Cầu thủ áo xanh đã có pha phản lưới nhà đẹp nhất mọi thời đại. Trong nỗ lực phá bóng, cầu thủ này đã có pha dứt điểm theo kiểu vua bò cạp tung lưới đội nhà và nó đã vô tình trở thành pha phản lưới nhà đẹp nhất mọi thời đại. Với tình huống đốt lưới nhà giúp Croatia mở điểm trong trận khai mạc World Cup 2014, Marcelo đã đi vào lịch sử bóng đá Brazil. Ngay phút 11 trận khai mạc World Cup 2014, Marcelo đã lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau đường tạt bóng khá đơn giản từ cánh trái của các cầu thủ Croatia. Pha đốt lưới nhà này là bàn phản lưới nhà đầu tiên của đội tuyển Brazil trong suốt 20 lần dự World Cup. Đây có lẽ là thành tích mà Marcelo chẳng muốn nhớ chút nào. Dejan Lovren là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, từng cùng Liverpool vô địch Premier League và Champions League. Hè 2020, Dejan Lovren đã chuyển đến Nga đầu quân cho Zenit Saint Petersburg. Trong trận Zenit Saint Petersburg tiếp đối thủ Spartak Moscow trên sân nhà Krestovsky ở vòng 19 giải Ngoại hạng Nga. Ở phút 22, Dejan Lovren đã có tình huống dùng ngực đánh bóng đốt lưới nhà rất khó hiểu, giúp đối thủ Spartak Moscow ghi bàn gỡ hòa một đều. Vừa rồi là những pha phản lưới nhà rất khó hiểu của các cầu thủ, nhưng đừng vì vậy mà vội trách họ. Trong khi thi đấu, mọi tình huống thì không thể lường trước được, họ sẽ phải mắc sai lầm trong trận đấu. Sai lầm đó có thể ít nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, nhưng hãy thông cảm cho họ vì điều đó là không ai muốn. Và nhờ những pha phản lưới nhà mà thế giới bóng đá trở nên đa dạng, nhiều màu sắc hơn. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh, để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!